xuất lấy đâu tư duy. Nhiều em cứ giống như trò ơi trong lớp ngồi đánh răng. Nhiều sách quá nữa em bị hù, nhiều trường nghĩa không ra hình thù. Học vì tính mới ôn ngoại ngữ mắt em tận về lắm. Dù rất chán nhưng cô động viên, toàn lớp vẫn giơ tay như điên. Đạp chân tiến cuối năm điểm cao theo hướng thành tích lào. Học đến sao em sang học chiều, cải cách lắm môn thi càng nhiều. Ngoài trên lớp chúng em phải đến chỗ cô học ngay đây. Nhiều thứ thế nhưng không nhớ chi, rồi cứ thế đến khi đi thi. Gãi mông và bầm hoa quang, nhiều em cứ giống như